Sử dụng heroin lần đầu khi vừa mới 14 tuổi, bỏ rồi lại tái nghiện, thậm chí vào tù ra tội cũng vì ma túy. Câu chuyện của người thanh niên này chất chứa rất nhiều sự hối hận. Đáng buồn nhất đó là sau quãng thời gian hơn 10 năm, anh đã rời xa được ma túy, làm lại cuộc đời mới tươi sáng hơn. Thế nhưng, chỉ vì vài lần lầm lỡ sử dụng cần sa, anh lại tái nghiện, thậm chí tình trạng còn tệ hơn khi kèm theo cả hoang tưởng, ảo giác, rối loạn tâm thần. Ma túy đã đánh mất của tôi về cái con người thật của mình. Là tôi đã bị nhiễm HIV. Về mặt kinh tế thì một khi đã sử dụng ma túy rồi thì là ảnh hưởng đầu tiên. Rồi về cái mặt tình cảm giữa gia đình thì tôi có đi cải tạo trong trại giam một thời gian đấy. Như thế thì nó làm ảnh hưởng đến gia đình rất là nhiều, rất là buồn. Khuyên mọi người không nên biết đến nó làm gì nữa. Mặc dù là nó rất quyến rũ cũng như là rất... chưa biết thì thôi, một khi mà đã biết được rồi thì rất là khó từ bỏ. Thế nên là các bạn nên là không nên biết nó đến nó làm gì, không biết là tốt nhất. Theo ghi nhận tại Bệnh viện Bảo vệ Sức khỏe Tâm thần tỉnh Quảng Ninh, số ca rối loạn tâm thần do ma túy ngày càng gia tăng và trẻ hóa. Giai đoạn trước năm 2020, trung bình mỗi năm bệnh viện tiếp nhận và điều trị cho khoảng 300 lượt bệnh nhân. Đến năm 2020 là hơn 600 lượt bệnh nhân. Năm 2021, điều trị 900 lượt bệnh nhân. 6 tháng đầu năm nay đã điều trị cho hơn 400 lượt bệnh nhân nghiện chất ma túy. Các chất ma túy được sử dụng ngày càng khó nhận biết và hậu quả để lại ngày càng phức tạp hơn. Công tác điều trị các chất ma túy, mà nhất là ma túy tổng hợp, thì rất là khó khăn. Khó khăn là vì là khó nhận biết được các cái dạng chất mà người bệnh sử dụng. Hơn nữa, cái tuổi trẻ sử dụng lại khá nhiều, và tính đến năm 2020 đến 2021 thì cái tuổi trẻ chúng tôi tính tăng tỷ lệ lên khoảng 15-20%. Thậm chí có những cháu còn đang học phổ thông. Như ngày hôm qua chúng tôi đón một cháu mới học lớp 10 nhưng mà đã sử dụng cần sa phải 2 năm nay rồi. Những vết sẹo này là di chứng của những lần bệnh nhân tự làm hại bản thân do hoang tưởng khi sử dụng ma túy tổng hợp. Khi được điều trị đúng cách, tình trạng rối loạn tâm thần của bệnh nhân có thể khá hơn, cơ bản ổn định. Thế nhưng, cũng như những vết sẹo này, hậu quả của ma túy đối với sức khỏe, cuộc sống của người sử dụng nó là vô cùng dai dẳng.